chào toàn thể quý vị khán giả. Vậy tình yêu của tôi xuất phát từ sân San Siro và vừa được xem nửa đỏ đen thành Milan thi đấu là cả một niềm hạnh phúc. Kagishima vượt đội đến rồi, siêu sao Iniesta. Vâng, đó là lãng phí quyền kiểm soát bóng. Sẽ là một trận đấu khó khăn với Milan, mọi sai lầm đều có thể bị trả giá. Không đội nào giữ được bóng, pha cản bóng vừa rồi rất mạnh mẽ. Siêu sao Xavi. Vâng, đồng đội anh ấy đã có mặt, nắm bắt tình huống và đánh chặn ở đó. Luis Figo. Huyền thoại Luis Figo. Hồ vệ đã không thành công trong pha tranh cướp bóng đó. Milan được một quả phạt góc. Tiến sâu vào vòng cấm địa, tình huống vừa rồi đã rất tốt cú dứt điểm này. Vieira, bóng vẫn còn trong sân. Trọng tài cho họ hưởng quả đá phạt. Họ đã có bóng thì đã làm mất nó. Ô, cầu thủ giữ bóng đang bị các hậu vệ vây quanh. Các hậu vệ sẽ phải tổ chức một hệ thống phòng thủ cho tốt nếu như họ không muốn làm rắc rối trong khu vực gần khung thành. Một pha chặn bóng tuyệt vời. Đó là một quả phạt góc cho Milan. Chúng ta sẵn sàng để xử lý các cú sút rất tốt. Ai nối dây bóng khu vực, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Rất tập trung. Chúng ta có bằng trống. Chúng ta sẽ được chứng kiến cú sút từ vị trí này. Đã có thời gian để hít thở. Một pha đẩy bóng khác. Bây giờ sẽ là cú đá phạt góc. Và bây giờ Milan đang phòng thủ cho quả phạt góc này. Andres Iniesta chặn được bóng. Cầu thủ đã can thiệp vào đúng thời điểm quyết định. Một nỗ lực tuyệt vời. Anh ta đang lao vào, cản phá được rồi. Thủ môn đã có một pha cản phá rất đẹp. Sẽ có một quả phạt góc bây giờ. Trọng tài đã cho họ hưởng phạt góc. Patrick Vieira. Huyền thoại Luis Figo. Đó là sự lãng phí các quyền kiểm soát bóng tốt. Vâng, có thể nói đây là lối thoát để đưa bóng xuống. Anh ta rất cố gắng thực hiện cú sút. Và tổ chức tấn công mẫu mực, một bàn thắng vừa đẹp cùng những pha chuyền bóng vừa đẹp, tôi cũng thể nói được gì hơn. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu, tỷ số là 1-0. Huyền thoại Patrick Vieira, Luis Figo, Frank Rijkaard. Huyền thoại Frank Rijkaard, Patrick Vieira, Ruud Gullit, siêu sao Iniesta, siêu sao Xavi, Ruud Gullit. Milan đang cố gắng tấn công. Huyền thoại Frank Rijkaard. Cơ hội. Các cản bóng vừa rồi rất tốt, tiếc là họ không giữ được. Siêu sao Fernando Torres. Anh ấy đã băng lên và cản phá thành công, đọc tình huống rất tốt. Ronaldinho. Luis Figo. Huyền thoại Paolo Maldini. Ronaldinho. Phối hợp tấn công tuyệt vời. Và trọng tài thông báo kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Nhìn hai đội bóng đang giống như trong trò chơi búa và kéo vậy. Chúng ta có một vài lợi thế xuất phát từ hiệp thi đấu đầu tiên. Hẳn là trận đấu sẽ vô cùng hấp dẫn và gay cấn ở hiệp thi đấu thứ hai. Anh nên biết điều này, không phải cứ dẫn trước là phản ánh được cục diện của hiệp thi đấu thứ nhất đâu. Đội tấn công sắc bén này mang đến rất nhiều gánh nặng cho các hậu vệ. Họ đang rất cần sự hỗ trợ. Đó là một cơ hội hiếm có, một cú sút về phía khung thành. Bàn đã được ghi, cân bằng tỷ số của trận đấu. Bàn thắng đó đến từ một pha phối hợp tấn công đầy mẫu mực. Vâng, họ đang thi đấu rất quyết đoán và tự tin. Một trận bóng rất hay.
Anh ấy đã có pha dứt điểm hoàn hảo. Vâng, tỷ số đã được cân bằng 1-1. Siêu sao Iniesta. Siêu sao Xavi. Hỗ trợ tốt quá. Đó là một pha phối hợp tấn công khá ăn ý. Huyền thoại Patrick Vieira. Một đợt tấn công đến từ Milan. Một cơ hội rất tốt. Chơi tốt. Một pha nỗ lực tuyệt vời. Quá đặc biệt. Đó là bàn thắng của Ronaldinho. Số của trận đấu đang là 2-1. Siêu sao Iniesta. Pha phòng ngự và giành lại bóng rất tuyệt. Patrick Vieira. Huyền thoại Frank Rijkaard. Marco van Basten. Ronaldinho. Chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ cả đội. Siêu sao Sergio Ramos. Anh ta rất muốn sút bóng. Đó là một pha cản phá rất can đảm. Đó thật sự quá lãng phí. Ồ, lãng phí cơ hội kiểu sút bóng. Họ đang di chuyển vị trí để tìm kiếm cơ hội mới. Cả hai đội đều đang cố gắng lấy bóng khi nó văng ra sau cuộc tranh chấp. Siêu sao Fernando Torres. Giờ thì anh ấy đang nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội của mình. Một cơ hội. Sút ngay tại vị trí này. Vâng, Phan Thị Bàn vừa rồi đã đưa tỷ số về vạch xuất phát. Hai bàn thắng. Rõ ràng anh ấy đã có được một phong độ thi đấu rất tốt. Tỷ số hiện tại là 2-2. Ruud Gullit. Patrick Vieira. Vâng, đồng đội đang đến để hỗ trợ anh ấy. Ronaldinho. Một quả phạt góc cho Milan. Milan đang lên bóng. Frank Rijkaard. Vâng, lại một cơ hội nữa đã trôi qua và bóng thì lại đi ra ngoài. Bình thường pha bóng đó phải nguy hiểm hơn, nhưng anh ta đã sút quá chệch mục tiêu. Anh ấy đã làm mất bóng và không thể lấy lại bóng dễ dàng. Huyền thoại Luis Figo có thể được hưởng một quả phạt, nhưng Milan vẫn tiếp tục tấn công sau quyết định lợi thế của trọng tài chính. David Silva. Patrick Vieira. Có rất nhiều cơ hội ở đây, mặc dù chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu nhưng kết quả vẫn còn khó đoán. Trong tình huống này, các hậu vệ sẽ phải cố gắng hết sức và ngăn chặn được. Anh ta đã chuẩn bị sút bóng, phòng ngự rất tốt. Anh ấy đã có mặt rất đúng lúc. Patrick Vieira. Marco van Basten. Nhìn vào đồng hồ, trận đấu chỉ còn 3 phút. Bóng được truyền lại cho anh ấy. Siêu sao Xavi. Sergio Busquets. Siêu sao Fernando Torres. Vâng, chúng ta đang đến với thời gian thi đấu của hiệp phụ. Tỷ số vẫn cân bằng nên sẽ có thời gian dành cho hiệp thi đấu phụ sẽ được tiến hành ngay bây giờ. Siêu sao Xavi. Vâng, di chuyển không bóng rất tốt. Huyền thoại Marco van Basten. Hai cầu thủ vẫn đang giữ bóng qua lại. Marco van Basten. Đồng đội của anh ta đang tiến lên rất nhanh. Jordi Alba. David Silva. Anh ấy là một cầu thủ đầy sáng tạo và đồng đội rất tin tưởng khi chuyền bóng đến anh ấy. Hai cầu thủ sẽ thi đấu ra sao vào lúc này đây khi đợt tấn công này có vẻ như nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Torres đã bắt đài và cướp bóng thành công. Cơ hội tuyệt vời được mở ra, rất cố gắng. Một pha cản phá dũng cảm, dùng thân mình để chắn cú sút. Bóng đã ra ngoài, sẽ có được pha phát bóng từ khung thành. Chỉ còn 15 phút của hiệp vụ này và nếu như đến cuối cùng tỷ số không có gì thay đổi thì sẽ là những loạt phạt đền. Vâng, 15 phút bóng lăn của hiệp vụ thứ hai đã được bắt đầu. Một hoặc hai cầu thủ đồng đội đang đợi anh ấy chuyền bóng. Đây thực sự là một pha phối hợp tấn công tốt. Huyền thoại Marco van Basten. Pha chuyền bóng không dứt khoát, bóng đã ra ngoài sân. Siêu sao Pique. Siêu sao Xavi. Siêu sao Iniesta.
ngay từ đây. Diego Costa chặn được bóng, sút vào. Dường như thế trận đã an bài, nhưng có vẻ như với pha làm bàn vừa xong, họ sẽ trở thành người chiến thắng trong trận đấu này. Vâng, họ đã không phụ lòng người hâm mộ trong khoảng thời gian đá hiệp phụ. Wow, và bàn thắng này chắc chắn sẽ thay đổi kết quả của trận đấu này. Vào phút cuối của trận đấu, đội đối phương có đủ thời gian đáp trả không? Tôi nghĩ là không. Van Basten, ôi trời, ghi bàn rồi, tỷ số đã được san bằng với bàn thắng rất muộn màng. Hòa vào giờ phút này của trận đấu, vâng, rất khó để có thêm cơ hội dành cho hai đội. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần luật đá luân lưu để phân định thắng thua, thời gian đã được tính bằng giây. Dường như không có gì đặc biệt bằng việc thấy bóng bay sau cú đánh đầu vào cầu thủ này đã thử vận may của mình. Đó là một cơ hội rất tốt, nhưng cơ hội đã trôi qua rồi. Vâng, thật tệ là anh đã bỏ lỡ mất cơ hội. Đây sẽ là cơ hội để các khán giả có mặt tại sân bóng ngày hôm nay được chứng kiến những giờ phút cân não căng thẳng giữa cầu thủ và thủ môn của cả hai đội. Người đầu tiên thực hiện cú đá phạt đã vào vị trí sẵn sàng. Thủ môn này quả thật là một người hùng. Anh ta đang làm tốt công việc của mình. Thực hiện pha bóng rất tốt. Bóng đã đi vào lưới. Ghi bàn rồi. Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng thì anh ta cũng đã cản phá được. Anh ta đã cản được cú sút. Anh ta giữ bình tĩnh rất tốt. Và nó đã tìm đến góc khung thành. Đây là cơ hội để cầu thủ này trở thành anh hùng của đội bóng trong loạt sút luân lưu. Lựa chọn anh ta cho pha đá phạt đền này là một điều chính xác. Họ đã thắng trong loạt đá luân lưu.